Hôm nay em lấy đi lấy tổ ong ở trong hang đá này. Tổ này chắc là ở lâu rồi bác ạ. Ở đây em thấy có cả cái sáp cũ họ ong nó có cắt bỏ lấy ra ngoài này về để rồi. Đây em thì vẫn lấy như lần trước cũng lấy hang đá thì em thì lại mỗi cách là hang sâu em luồn cây vào để trong bắt đầu em mới xịt khói vào đi. Đây nãy đang nói là tổ này chắc ở lâu các bạn. Đây đây là sáp cũ rồi, sáp cũ của nó này. Nó cắt về nó bỏ dưới đất này trước cửa hang này rất là nhiều ạ. Em không biết là tổ này có đông quân hay không đây, nhưng mà bỏ rất là nhiều trước cửa hang này. Đấy, sáp cũ bỏ. Quấn bắt đầu ra. Ong thợ bắt đầu ra. Do là nó ong làm trong hang đá sâu nên là em không lấy được cửa bánh tổ các bác ạ. Em đuổi lấy mỗi quân nhưng mà không biết là con đuổi lấy được hay không tổ này. Giờ mới bắt đầu lấy con mới bắt đầu ra. Em hy vọng là tổ này quân nó sẽ đông. Hang này rất là sâu của con ạ. Đây sâu em, cây của em dài thế này mà còn chưa đến, chưa hết đây. Dài cái này khoảng 40 mét, 40 phân các bạn ạ. 40-50 phân nhưng mà vào tít sâu tận trong.
Dạ rất nhiều rồi mà chưa thấy đâu. Chưa thấy con chú ở đâu. Hàng này sâu lắm các bác ạ. Em trả lấy đường mật. Hàng này sâu lắm các bạn, em nối hai ống này vào đến chưa đến đây, ống mỗi ống khoảng 25 phân, mỗi ống này khoảng 25 phân, chia hai ống này vào nhưng mà chưa đến. Để tiếp tục ở công việc đổi quân ra. Giờ em hút ở ngoài, nãy em xịt ở trong rồi, bây giờ cho ở ngoài để ngạt cả trong lẫn ngoài luôn. Xong nó khắc bò ra. Đây các bạn, em đã thấy con chúa nó đã bỏ ra đây. Đây con chú ở đây, con chú đã bỏ xuống tận dưới này. Đây con chú này khá to các bác ạ. Và bây giờ em sẽ bắt nhốt con chú vào. Đây là cái lò xo này em tự chế, lò xo em làm bằng nhựa đồng. Đây con chú ở đây các bác ạ. Đây đây, đây con chú đây. Đây con chú ở đây, đây xuống đây rồi. Đây giờ em kết thúc video đây, rồi em bắt con chú đã. Còn hang này sâu lắm, còn mũi em treo ở trên này ong bay ra rất nhiều ấy, nhưng mà thôi kệ nó. Đây hòn đá đá đây, đá tròn lắm. Rồi em chào các bác nha.